Mình có một cái con quay material luôn này. Mình sẽ tháo hết cái con này ra. Các bạn thấy hai cái màu trắng trắng không? Các bạn cứ gạt lại và tháo cái chỉ và chỉ và cái mặt vỏ này thì đọc lại, thì các bạn sẽ để cái chỉ và cái này và theo từ đó cái con mắt tôi chưa nói này nó có trở nên ra một ok.